Ok, xin chào các bạn. Thì cũng như cái điều mà các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đá ghế nha các bạn. Thì nói chung là mình cũng mới biết cái mẹo này thôi nên là mình hướng dẫn cho anh em luôn. Vì mình biết là có rất nhiều anh em không biết cái cách đá ghế này. Nhiều khi anh em đi chơi game sâu này nọ có quái. Anh em cũng muốn đá ghế nhưng mà nhìn người ta đá không à. Mình biết vì mình có biết đá đâu. Rồi ok, giờ vào vấn đề chính nào. Thì cái việc đầu tiên ấy, thì các bạn phải dùng điều hành Android mới được nha. iPhone không có nhảy được ghế nha các bạn. Thì cái mẹo như này. Các bạn nhìn cái ghế mà các bạn muốn nhảy ấy. Thì các bạn ấn vô cái avatar của cái người ngồi ghế đó nha. Rồi các bạn ấn bật mic tắt mic liên tục. Nếu ấy mà đá không được cái bạn ấy xuống ấy, thì các bạn thoát ra phòng. Xong rồi các bạn lại ấn vô cái phòng đấy, ấn vô cái avatar đấy rồi qua lại ấn tắt mic bật mic liên tục nha. Thì sẽ đá được người đó xuống nha. Rồi ok thì mình không nói lòng vòng nữa, bây giờ mình sẽ đi đá ghế cho các bạn xem để các bạn học hỏi làm theo mình nha. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm một phòng nó ít người đấy để mình đá. Chứ giờ mình vào mấy room lớn ấy, người ta mình đá lung tung là người ta kích người ta vào nhóm đấy. Đó, yêu nhau rồi. Vô luôn này. Phản chế Rồi. mời. Bây giờ mình sẽ đá các bạn cái ba nha các bạn. Đúng đúng Các bạn xem này. Ấn luôn. Ấn vào bấm tắt mất liên tục ấy. Nếu mà đá không được bay xuống thì các bạn ra xong các bạn ấn vào cái phòng ấy tiếp. Rồi đó. Rồi. Đá được thanh niên xuống. Rồi thanh niên ra khỏi nhóm luôn rồi. Rồi. Cái việc đá ghế thì nó cũng nói chung đơn giản thôi. Nhưng mà nhiều anh em chưa biết ấy, nên mình mới làm video để hướng dẫn các bạn thôi. Bây giờ mình chúc các bạn đá ghế thành công nhé các bạn. Mà các bạn đừng có đi đá lung tung nha. Nhớ là khi người ta chơi game sâu gì đó thì người ta cho liên kết thì đá thôi, chứ mà mấy cái room người ta không chơi game mà mình đá ghế lung tung thì người ta kích cho mình ra khỏi nhóm nữa. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye.